phòng 2019 vào danh sách cuộc thi đáng chú ý nhất năm, ngoài cuộc thi âm nhạc quốc tế cho violon và hòa tấu thính phòng 2019. Các cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín hàng đầu thế giới của ngành dây có lịch sử lâu đời gần một thế kỷ cũng được nhắc đến. Nghệ sĩ ưu tú Bùi Công Duy bày tỏ việc kênh The Violon Channel bình chọn cho cuộc thi âm nhạc quốc tế cho violon và hòa tấu thính phòng 2019 là sự đánh giá, ghi nhận quốc tế đối với ngành đào tạo dây nói riêng và ngành đào tạo âm nhạc hàn lâm nói chung của Việt Nam cuộc thi âm nhạc quốc tế violon và hòa tấu thính phòng Việt Nam 2019 lần đầu tiên do Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến 11 tháng 8 giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của thí sinh đến từ 19 quốc gia với tổng số hơn 60 thí sinh đại diện cho châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Úc dự thi ở các bảng. Cuộc thi có nhiều giám khảo nổi tiếng trong đó có nghệ sĩ huyền thoại Victor Setiakop.